Chào bác, chào tất cả anh em nào đang cần quản lý nguồn chơi phòng hát gia đình hoặc là đi làm sự kiện thì bên em Tùng xả ngay cho anh em với 5 bộ sản phẩm LA-X12 mẫu quản lý nguồn rất chất lượng đến từ nhà phân phối LA bác nhé. Bên em quyết định xả cho anh em chỉ còn 5 bộ duy nhất nữa thôi, bên em xả cho anh em với mức giá là 1.180.000 đồng, một mẫu sản phẩm quản lý nguồn rất chất lượng cần thiết cho anh em chơi phòng hát gia đình này. Hoặc là anh em đi làm sự kiện thì luôn luôn cần phải có một quản lý nguồn như thế này rồi, và xin giới thiệu cho anh em đến dòng sản phẩm LA-X12. Dòng quản lý nguồn có phiên bản màu trắng, đây là mặt phay nhôm màu trắng, rất dễ phối đồ. Anh em nào thích phiên bản tông màu sáng thì anh em có thể lựa chọn ngay đến dòng sản phẩm LA-X12. Đây là toàn bộ những hình thức của mẫu sản phẩm LA-X12 cho anh em, cũng cho các bác và em được tham khảo luôn. Về mặt hình thức sẽ là phiên bản màu trắng này, với mặt màn hình điện tử hiển thị điện áp và nguồn điện áp gia đình. Có các phím chức năng ở đây bao gồm từ 1 đến 8 là 8 chế độ cổng cắm mặt sau để các bác có thể thao tác trực tiếp trên thân máy. Các bác có thể bật tắt chế độ từng cổng và bật tắt tự động. Bật tắt tự động thì các bác anh em chỉ cần nhấn vào nút power cho em thôi. Nó sẽ bật từ set 1 cho đến set 8, khi bật nó sẽ kêu các bác nhé. Đấy, và nó sẽ có cái phần mặt màn hình hiển thị luôn này các bác. Và anh em chỉ cần cắm đầy đủ những trang thiết bị âm thanh đằng sau và cắm đúng quy trình cho em, đường tín hiệu và cuối cùng là phần công suất tủ đẩy. Và khi tắt thì các bác muốn tắt tự động nhấn vào nút công tắc nguồn này. Đấy, rất đơn giản. Và khi tắt thì nó sẽ tắt từ xe 8 xuống xe 1, có sử dụng cầu dao ở đây các bác nhá. Đây là cầu dao C63, một đoạn cầu dao rất tốt, ổn định cho anh em và đủ tải những nguồn điện áp lớn. Và khi anh em sử dụng những mẫu quản lý nguồn như thế này trong phòng hát gia đình thì đương nhiên rồi, đảm bảo cho anh em chơi những trang thiết bị âm thanh hiệu quả an toàn. Trong trường hợp nhà có điện áp quá tải này, hiện tượng cháy chập lổ này, hiện tượng sét đánh này thì anh em không phải lo về những trang thiết bị âm thanh nó có bị ảnh hưởng hay không nữa, bởi vì đã có một con quản lý tất cả những trang thiết bị âm thanh khác hoạt động hiệu quả và an toàn. Và đặc biệt là với những anh em đi làm sự kiện thì chắc chắn là phải có một quản lý nguồn rồi. Em thấy là khá nhiều anh em làm sự kiện sử dụng đến dòng LA-X12, một mẫu quản lý nguồn thông dụng cho anh em làm sự kiện với mức giá hiện tại chắc chắn là sẽ không có mức giá tốt hơn 1.180.000 đồng, và chưa bao giờ với mức giá thành như thế này ở trên thị trường các bác tìm thấy một con LA-X12 chỉ có duy nhất bên em Tùng thôi. Bởi vì em chỉ còn 5 bộ sản phẩm duy nhất thì em muốn xả cho các bác để mua thêm, để nhập thêm những mẫu sản phẩm mới, đặc biệt là mẫu quản lý nguồn này về phục vụ các bác và anh em. Ok, và cho các bác xem về phần mặt sau của mẫu sản phẩm X12 nhé, đến từ nhà phân phối LA. Dòng này thì các bác đừng nhìn thấy mặt sau bao gồm 8 cổng cắm này. Đấy, 8 cổng cắm này thì các bác nhìn thấy phần bên trong, đây là nguồn đồng này, các bác nhìn thấy lõi đồng đây, chống mo ve chập chờn rất tốt cho anh em nhé. Dây cắm nguồn thì thực sự là rất to rồi, đây các bác nhìn thấy dây cắm nguồn của đánh nguồn này chắc chắn rồi, phải to, phải đảm bảo như thế này để anh em sử dụng yên tâm hơn. Và có tem bảo hành của nhà máy các nhá, đây có tem bảo hành của nhà máy đây. Đấy, hàng nhập khẩu nguyên chiếc mới thôi các bác ạ, anh em sử dụng luôn thoải mái. Và cứ để lại địa chỉ bên em hoặc là các bác có thể liên hệ trực tiếp qua số điện bên em Tùng để nhận được mức giá ưu đãi nhất nhá. 8 cổng cắm mặt sau, 2 cổng cắm mặt trước, tổng cộng có 10 cổng. Anh em có thể cắm đầy đủ trang thiết bị âm thanh cơ bản này, cắm thêm những đồ điện dân dụng anh em muốn sử dụng. Ngoài ra thì có thêm một cái công tắc khác để anh em làm sự kiện, các bác có thể kết nối hoặc là anh em có thể là chế ra một cái công tắc khác cho việc chúng ta để tủ đồ, các bác bật tắt đơn giản và dễ dàng sử dụng với mẫu sản phẩm LA-X12 phiên bản màu trắng rất đẹp mắt với mức giá khuyến mại hiện tại 5 bộ sản phẩm em ăn thanh lý cho anh em khách hàng với mức giá là 1.180.000 bao ship cho các bác nha. Và chưa bảo hành lên tới 1 năm, anh em nhận hàng được phép kiểm tra hàng và thanh toán sau. Và ngay bây giờ nếu như các bác muốn sở hữu cho mình một con quản lý nguồn chất lượng như này thì cần liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên em Tùng thôi. 0979629336 là số điện thoại bên em Tùng Hải Dương, và các bác có thể nhận hàng kiểm tra thoải mái nhé. Video của em xin dừng lại tại đây, hay là tất cả bác anh em ở những video tiếp theo của Tùng Audio Hải Dương. Xin chào.